Kính chào quý vị khán giả đang theo dõi bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng của truyền hình Công an Nhân dân. Ngày 14 tháng 2, Công an thành phố Hồ Chí Minh thông tin vụ giết người cướp tài sản, phi tang thi thể liên quan đến việc cô gái mất tích nhiều ngày xảy ra ở thành phố Thủ Đức. Cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh đã ra quyết định khởi tố vụ án, khởi tố bị can, ra lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Đăng Khoa để điều tra về tội cướp tài sản, giết người, hiếp dâm. Kết quả điều tra đến nay xác định vào khoảng 15 giờ ngày 8 tháng 2, tức ngày 29 Tết, sau khi dẫn dụ nạn nhân qua phòng trọ số 14 với lý do là phụ giúp dọn đồ đạc, Khoa đã khóa cửa phòng trọ, dùng dao đe dọa uy hiếp nhằm mục đích cướp tài sản, sau đó dùng vũ lực tấn công và sử dụng dao đâm dẫn đến cái chết của chị Vi Thị Thống. Ngay sau đó, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa tiếp tục thực hiện hành vi hiếp dâm đối với nạn nhân, đồng thời chiếm đoạt nhiều tài sản. Đáng chú ý, để che giấu hành vi phạm tội, đối tượng Nguyễn Đăng Khoa đã dùng dao phân tử thi của nạn nhân thành nhiều phần đem đi phi tang. Không chấp hành kiểm tra nồng độ cồn, tông xe vào Thượng úy Trần Trung Đức gây thương tích nặng, Lê Quý Đường, chú thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái, vừa bị Công an thành phố Yên Bái khởi tố vụ án, khởi tố bị can về tội chống người thi hành công vụ. Vào khoảng 17 giờ 50 phút ngày 12 tháng 2, Lê Quý Đường chở theo bạn gái điều khiển xe mô tô di chuyển trên đại lộ Nguyễn Thái Học, tổ 1, phường Nguyễn Thái Học, thành phố Yên Bái, tỉnh Yên Bái thì phát hiện tổ công tác của lực lượng cảnh sát giao thông trật tự Công an thành phố Yên Bái làm nhiệm vụ kiểm tra nồng độ cồn. Lê Quý Đường đã quay đầu xe bỏ chạy. Lúc này Thượng úy Trần Trung Đức đã ra tín hiệu dừng phương tiện, nhưng Đường không chấp hành mà điều khiển xe lao thẳng về phía đồng chí Đức, khiến đồng chí Đức bị thương nặng phải đưa đi cấp cứu. Tiến hành kiểm tra nồng độ cồn đối với Lê Quý Đường, kết quả là 0,053mg trên 1 lít khí thở. Nhằm đảm bảo trật tự an toàn giao thông sau Tết Nguyên đán Giáp Thìn, đội cảnh sát giao thông Công an huyện Khánh Vĩnh, tỉnh Khánh Hòa đã bố trí lực lượng trên tuyến giao thông quốc lộ 27C đoạn qua địa bàn huyện để hỗ trợ giúp đỡ nhân dân. Lực lượng cảnh sát giao thông đã lập chốt tổ chức điểm hỗ trợ tiếp sức người dân khi tham gia giao thông, hỗ trợ nước uống, sữa, bánh ngọt đến tận tay người dân khi đi ngang qua đây. Bên cạnh đó, lực lượng cảnh sát giao thông cũng nhắc nhở người dân chấp hành các quy định về luật giao thông đường bộ. Để đảm bảo an toàn giao thông trong dịp Tết Nguyên đán, lực lượng cảnh sát giao thông Công an huyện Khánh Vĩnh đã tăng cường quân số trực Tết. Ngoài việc kịp thời kiểm tra, xử lý các trường hợp vi phạm, tuyên truyền nhắc nhở người tham gia giao thông chấp hành nghiêm các quy định về trật tự an toàn giao thông, lực lượng cảnh sát giao thông còn thường trực trên các tuyến giao thông để hỗ trợ giúp đỡ người dân. Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, các cơ sở tiếp nhận thăm khám, cấp cứu 416.932 người, trong khi số người đến khám, cấp cứu và tai nạn pháo nổ tăng trên 51%, thì số ca cấp cứu và nhập viện nghi do tai nạn giao thông đều giảm. Số liệu tổng hợp từ báo cáo của các cơ sở khám chữa bệnh trực thuộc Bộ Y tế, 63 sở y tế các tỉnh, thành phố và y tế ngành trên toàn quốc, từ ngày 8 tháng 2 cho đến sáng ngày 14 tháng 2, các cơ sở tiếp nhận thăm khám cấp cứu 416.932 người, tăng 33% so với cùng kỳ Tết Quý Mão 2023. Trong đó, tổng số khám cấp cứu tai nạn nghi liên quan đến giao thông vào dịp Tết Nguyên đán năm nay là 23.244 trường hợp, giảm 12,1% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái. Trong 7 ngày nghỉ Tết Giáp Thìn, ghi nhận tổng số 604 trường hợp khám cấp cứu do pháo nổ, pháo hoa, tăng 51,4% so với cùng kỳ Tết Nguyên đán năm ngoái. Theo Cục Du lịch Quốc gia Việt Nam, trong kỳ nghỉ Tết Nguyên đán từ ngày 8 cho đến ngày 14 tháng 2 năm 2024, ngành du lịch cả nước ước đón và phục vụ 10,5 triệu lượt khách nội địa, tăng 16,6% so với cùng kỳ, trong đó có khoảng 3,5 triệu lượt khách lưu trú, tăng 75% so với cùng kỳ năm ngoái. Công suất phòng trung bình ước đạt khoảng từ 45-50% tại hệ thống cơ sở lưu trú dịch vụ. Dịp Tết cũng ghi nhận số lượng khách quốc tế đến tăng cao ở nhiều địa phương. Đà Nẵng ước đón gần 177.000 lượt, Hà Nội ước đón gần 103.000 lượt khách, tăng gấp 2,2 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Ninh Bình ước đón gần 100.000 lượt, Quảng Nam ước đón 97.000 lượt, tăng 42%. Quảng Ninh ước đón 89.767 lượt. Thành phố Hồ Chí Minh ước đón 75.000 lượt, tăng 15,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Kiên Giang ước đón 44.370 lượt, tăng gấp 4,8 lần so với cùng kỳ năm ngoái. Và Lâm Đồng ước đón 20.000 lượt. Thông tin vừa rồi đã kết thúc bản tin nhanh lúc 9 giờ sáng. Xin mời quý vị theo dõi các chương trình tiếp theo trên ANTV.